Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây rất nhiều linh kiện trên Samsung Galaxy S20 Plus đang được chờ thay thế sửa chữa tại Di động Cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, Di động Cao cấp.vn đang là đơn vị cung cấp tất cả các linh phụ kiện trên Samsung Galaxy S20 Plus. Chúng tôi nhận sửa full tất cả các ban bệnh trên Samsung Galaxy S20 Plus, phụ quá trình thay thế sửa chữa vì các bạn khi cần. Các lỗi sự cố cơ bản liên quan phần cứng như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung, chuông, vỏ máy đều có sẵn linh kiện thay thế nhanh, chính xác thì Di động Cao cấp.vn. Các lỗi liên quan đến phần mềm như treo logo, mất bút, mất email cũng đều có sẵn phải chạy phí lỗi nhanh, chính xác thì Di động Cao cấp.vn. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về các cái lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy S20 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123, kỹ thuật viên để Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn. Địa chỉ nhận thay mới, sửa chữa, khắc phục các lỗi sự cố liên quan phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy S20 Plus. Để được tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về các lỗi sự cố trên Samsung Galaxy S20 Plus của quý vị các bạn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp linh phụ kiện để chỉ nhận sửa Samsung Galaxy S20 Plus hàng đầu này.